con gọi là Kylie ca của gọi là giống nhau của Belot. Nó là 2017. Đây là một trong những năm nhà ngon nhất của Mỹ năm ngoái. Dạ, thì mình đã em đã tiếp xúc với nhà này này rồi. Thì những chai nó uống rất là ngon, nó có nhiều, nó có rất nhiều giống cho. Nhưng mà mình bây giờ mình đã uống được giống nhau rồi, giống nhau Belot thì giống nhau mình là tương đối nhẹ. Nhưng mà nó hội tụ đầy đủ tất cả các chất ở trong cái giống thon này, vị nhẹ, thơm, dễ uống đó, và nói chung là nó kích thích cái khẩu vị của mình rất là nhiều, và đặc biệt là ăn với bò cù, những cái vị đỏ, thịt đỏ rất là ngon, và nó có vị thơm rất là dễ chịu. Nhưng mà năm 2018 Hàng Lưu Lai được công nhận là đứng trong một khu vực về sản lượng nho. Ở em mới biết tại là nho của vùng Lưu Lai nó khác với nho của Napa hoặc Soma. Có nghĩa là những cái nho của vùng Lưu Lai á, nó được nằm ở trên cái lá, nó không có thòng xuống, nó làm lẳng khen trong lá á. Còn những cái thằng Napa hoặc Soma nó khí hậu nó mát hơn, thì nó cái nho nó thòng dưới gớt, còn cái này nó nằm khen cái lá, vậy chứ không nóng hơn, tắt nóng hơn. Trời ảnh hưởng cái nho thì người ta sẽ cho nho nằm trên lá luôn để giảm bớt cái nhiệt độ của nó. Thứ hai nữa, cái nho của Lưu Đai này là sản lượng gọi là nhiều nhất nước Mỹ. Các nhà máy sản xuất của Lưu Đai, của Napa hoặc Sonoma, họ mua từ giống nho từ Lưu Đai này, họ đem đi họ sản xuất họ pha trộn một số cái loại nho để mà để ra một thằng Napa, nhưng mà trong đó có thể là họ pha trộn gọi là ăn không biết nhiều hơn của thằng Napa để họ lấy trên 85% của vùng đó thì mới được thể hiện cái chai của giống nho nước ta của vùng đó. Có nghĩa Mỹ nó đặt ra bao quy tắc, một là cái nho trên 85% của một cái vùng đó mới được thể hiện những cái chai. Thứ hai, nồng độ của nó phải đúng chuẩn là 13.9 hay là 14 là một vùng đó này của nó. Và thứ hai, cái độ mít của nó là không được quá 2 năm, có nghĩa là chỉ được 2 năm trong giới hạn mà không được quá 5% giới hạn. À, Mỹ là bị nói là chỉ ăn được mít 5% của nho khác vô mới chạy được hai mùa vụ nha, chỉ 5% của là hai mùa vụ mới được mít đấy, chỉ được cho giới hạn 5% đó, nên là rất là khó. Cái nhà này gọi là nhà nổi tiếng và cũng là nhà lớn nhất và thứ 6 của Mỹ hiện tại, và năm mò đó nó lên bậc nữa, cũng nằm trong top 30 cái nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ về sản lượng đó. Nó có chuyện nào cũng là năm đời hàng ba ấy, nên là trong một người cực kỳ lớn và gọi là rất là hiếm. Cơ của cái này là một cái gì đó đấy.